Sử dụng que thử thai được xem là cách đơn giản để xác định việc mang thai ở nhiều chị em. Tuy nhiên, rất nhiều người gặp phải một số sai lầm khi sử dụng que thử thai, dẫn đến những kết quả sai lệch. Phần lớn các sai lầm khi sử dụng que thử thai đều đến từ việc chị em chưa hiểu rõ về cơ chế hoạt động cũng như thời điểm sử dụng để có kết quả chính xác nhất. Hãy tránh 8 điều sau để không mắc phải các sai lầm không đáng có và dùng que thử thai một cách hiệu quả nhất. 1. Tìm hiểu về các loại que thử thai. Có hai loại que thử thai cơ bản, một loại truyền thống có thể làm bằng giấy, có sự thay đổi vạch màu và loại hiện đại kỹ thuật số có thể hiển thị kết quả bằng chữ hoặc ký hiệu trên màn hình. Loại que thử thai hiện đại sử dụng công nghệ số sẽ có giá đắt hơn nhiều so với loại truyền thống. Tuy nhiên, loại que này có thể giúp người dùng không phải lo về việc đọc sai kết quả từ các vạch màu. 2. Thời điểm nên sử dụng que thử thai trong ngày. Thông thường, bạn có thể dùng que thử thai để kiểm tra sự có mặt của hormone gonadotropin, màng đệm người HCG trong nước tiểu bất cứ thời điểm nào trong ngày. Xét nghiệm HCG có thể được sử dụng để xem người phụ nữ có mang thai hay không. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng thời điểm thích hợp hơn cả vẫn là buổi sáng vì lúc đó nước tiểu thường cô đặc và nồng độ hormone ở mức cao nhất. 3. Một vạch đậm, một vạch mờ có thai hay không? Rất nhiều chị em chưa rõ về cách sử dụng và đọc kết quả que thử thai nên hoang mang, không biết mình có thai hay không khi thấy que thử thai có một vạch đậm và một vạch mờ. Bạn có thể nghĩ rằng mình vẫn chưa có thai hoặc có điều gì đó bất ổn, tuy nhiên sự thật lại hoàn toàn khác. Kết quả này xuất hiện là do nồng độ hormone thai kỳ HCG trong cơ thể bạn còn thấp và bạn thử thai ngay khi phôi được hình thành. Vì thế, dù vạch thứ hai có mờ đi chăng nữa, bạn vẫn có khả năng đã mang thai. Hãy đợi thêm một vài ngày, sau đó thử thai lại để có được kết quả chính xác. 4. Thời gian nên sử dụng que thử thai. Độ chính xác và kết quả bạn nhận được phụ thuộc rất nhiều vào thời điểm sử dụng que thử thai. Nếu bạn có chu kỳ kinh nguyệt ổn định, khoảng một tuần sau khi nhận thấy mình bị trễ kinh, bạn có thể dùng que thử thai. Tuy nhiên, trong trường hợp bạn không nắm rõ chu kỳ của mình, bạn nên chờ khoảng từ 7 đến 14 ngày sau khi quan hệ tình dục để thử thai và có được kết quả chính xác nhất. 5. Ảnh hưởng của thuốc đến kết quả thử thai. Phụ nữ sử dụng thuốc điều trị vô sinh hiếm muộn có chứa HCG có thể làm ảnh hưởng đến kết quả thử thai. Tuy nhiên, các loại thuốc kê toa và các thuốc không kê toa, thuốc tránh thai và các chất kích thích như là rượu, bia thông thường không dẫn đến kết quả thử thai sai khi dùng que thử tại nhà. Nếu bạn đang trong quá trình điều trị các vấn đề về khả năng sinh sản, bạn nên trao đổi trước với bác sĩ về việc sử dụng que thử thai. 6. Kết quả âm tính, dương tính sai. Kết quả dương tính giả dù rất hiếm gặp nhưng cũng có khả năng xảy ra khi sử dụng que thử thai. Nguyên nhân có thể là do sấy thai sớm, tức là vẫn có thể phát hiện sự xuất hiện của HCG trong nước tiểu nhưng không có phôi sống. Ngoài ra, việc mang thai ngoài tử cung hoặc hiện tượng mang thai giả cũng có thể dẫn đến kết quả sai này. Ngược lại, kết quả âm tính sai lại thường phổ biến hơn do những sai lầm trong cách sử dụng và đọc kết quả que thử thai.